Để trở thành xạ thủ giỏi, các tuyển thủ đều phải trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ. Trong giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho cuộc thi xạ thủ bắn tỉa, nhiều ý tưởng sáng tạo được ban huấn luyện đội tuyển đưa ra giúp bảo đảm tâm lý và bản lĩnh vững vàng và nâng cao trình độ của từng xạ thủ trước khi bước vào thi đấu. Những dòng ghi chú ngắn gọn với hình vẽ minh họa sinh động, kinh nghiệm từ mỗi buổi thao trường nắng cháy, mưa rơi đều được thiếu úy Trần Đăng Quyền ghi lại cẩn thận tỉ mỉ. Cuốn sổ nhỏ này đã gắn bó với anh nhiều tháng nay như người bạn thân thiết. Tùy theo từng ngày và từng thời điểm khác nhau trong ngày, ví dụ như buổi sáng, buổi chiều sẽ cho ra những đường gạt khác nhau vì điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến rất nhiều đối với việc bắn qua kính ngắm qua mặt đấy. Vì thế thì luyện tập qua nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng thì xạ thủ sẽ không thể ghi nhớ hết được. Tự ghi nhớ hết được trong đầu những nội dung mà mình đã thực hành bắn và rút kinh nghiệm. Cho nên quyển sổ sẽ là một vật lưu trữ lại những tài liệu đấy để mỗi xạ thủ có thể tra cứu một cách nhanh chóng về điểm chạm và thành tích của mình. Từ đấy rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng và biện pháp khắc phục để cho quá trình luyện tập của ngày hôm sau và các giai đoạn sau đạt kết quả tốt hơn. Trong giai đoạn huấn luyện nước rút, nhiều biện pháp sáng tạo đã được ban huấn luyện đưa ra để nâng cao chất lượng cho các xạ thủ. Đơn cử như sáng kiến sử dụng ống nhòm chuyên dụng để kiểm tra đường đạn cho xạ thủ này. Thay vì phải lên tận nơi kiểm tra sau mỗi loạt bắn, nay có thể điều chỉnh ngay sau mỗi phát bắn. Thời gian nước rút này chúng tôi cũng có nhiều cái biện pháp để rút kinh nghiệm cho các xạ thủ. Nhưng đối với ống nhòm thì nó cũng trợ giúp cho chúng tôi rất là nhiều. Nhất là điều chỉnh được ngay các cái điểm ngắm cho các xạ thủ. Để từ đó các xạ thủ điều chỉnh ngay theo cái điểm ngắm của mình và coi như là đạt kết quả tốt. Chỉ còn ít ngày nữa, các xạ thủ bắn tỉa Việt Nam sẽ so tài tại Army Games 2021, nơi có nhiều quốc gia mạnh ở nội dung này tham gia. Phát huy truyền thống sáng tạo, tinh thần vượt qua khó khăn cùng với hành trang lớn nhất là ý chí và tinh thần quyết thắng, các xạ thủ bắn tỉa Việt Nam tự tin sẽ thi đấu hết mình để khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.